nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm Desert Mid Ghost tuyên bố phát hiện ra một UFO ở quỷ Bermuda. Ảnh qua The Hard Anniversary, nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm Desert Mid Ghost, 55 tuổi đã sử dụng các bản đồ bí mật do người bạn thân, kiêm nhà du hành vũ trụ nổi tiếng của NASA Gordon Cooper tạo ra để đi tìm các xác tàu đắm vùng biển Kazit. Những khám phá tuyệt vời của ông được ghi lại trong chương trình Cooper's Treasure, kho báu của Cooper, trên kênh Discovery. Trong những tháng gần đây, nhóm của Miklos tình cờ phát hiện một điều mà ông tin rằng sẽ gây sốc cho thế giới. Sử dụng bản đồ được Cooper vẽ từ những năm 1960 để xác định hơn 100 dị thường từ ở vùng Kazit, Miklos đã lặn xuống một địa điểm không được tiết lộ gần Bahamas, một phần đảo Kazit của tam giác Bermuda khét tiếng, để điều tra tàu đắm cổ xưa. Nhưng khi xuống đến nơi, thợ săn kho báu kỳ cựu phát hiện một cấu trúc kỳ quái chưa bao giờ từng thấy. Vật thể ngập nước không xác định UFO này có hình thù kỳ lạ, dài tới 182 m, nghĩa là gần gấp đôi sân bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, Miklos, 55 tuổi, mô tả UFO như một phi thuyền ngoài hành tinh. Tôi đang ngồi trong một tàu ngầm xem biểu đồ của Cooper thì nhận ra có một thứ gì đó bên ngoài khiến tôi bị sốc. Trông nó giống như có 5 cánh tay nhô ra từ một vách đá dốc đứng. Mỗi cánh tay có kích thước của một khẩu súng trên tàu chiến. Chúng rất lớn và sau đó 5 cánh tay khác xuất hiện, tổng cộng có 15 thứ nhô ra như vậy, Miklos nói. Có 3 khu vực có hình dạng giống nhau và chúng trông không tự nhiên, cũng không giống sản phẩm do con người làm ra. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, tôi chưa bao giờ từng thấy thứ gì như vậy. Chúng tôi đã xác định nhiều loại tàu đắm khác nhau, nhưng thứ này không hề giống tàu. Cấu trúc kỳ lạ được cho là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Ảnh Discovery Channel, phần sâu nhất của UFO nằm dưới mực nước biển hơn 90 m. Do đó, thợ lặn phải sử dụng thiết bị thở đặc biệt và tàu ngầm hiện đại để lặn xuống. Nhà thám hiểm Miklos cũng tìm thấy các hình thù kỳ lạ và không giải thích được xung quanh phi thuyền này. Tất cả đều được san hô dày bao phủ, có thể hàng trăm hoặc hàng nghìn năm tuổi. Kinh ngạc trước phát hiện này, khi trở lại tàu, Miklos quyết định xem xét kỹ hơn tài liệu của Cooper để tìm manh mối. Đáng chú ý, phi hành gia Cooper từng viết về đối tượng không xác định trên biểu đồ của khu vực này. Tôi đã nghiên cứu bản đồ của Cooper. Tôi nhận ra có thứ gì đó mà Cooper đang nhắc tới. Đó là lúc tôi hiểu tại sao nó không được xác định là tàu đắm. Có thể Cooper ám chỉ đây là thứ đến từ thế giới khác. Cooper tin vào người ngoài hành tinh. Ông ấy tin rằng có những vị khách từ hành tinh khác và có rất nhiều thứ kiểu này hạ cánh xuống đây, Miklos nói. Gordon Cooper là nhà du hành đã lái thành công tàu vũ trụ Mercury Atlas 9,7 quanh trái đất 22 lần vào năm 1963, mở đường cho loài người lên mặt trăng. Ông Cooper cũng chính là người Mỹ đầu tiên ngủ trên không gian cũng như truyền hình từ không gian. Thợ săn kho báu Miklos tiết lộ ông Cooper thường kể cho ông nghe về chuyện bắt gặp những vật thể bay không xác định, UFO. Ông Miklos cho biết Cooper đưa cho ông tấm bản đồ chi tiết sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và qua đời năm 2004 ở tuổi 77. Bản đồ của Cooper đã giúp Niklos tìm thấy hàng chục xác tàu đắm lớn ở vùng biển Kazit, trị giá hàng triệu USD. Bản đồ các kho báu ở biển Kazit của Gordon Cooper. Ảnh qua Cabin 360, ông Miklos khẳng định chắc chắn rằng cấu trúc kỳ lạ này đến từ không gian, tuy nhiên ông vẫn muốn tìm thêm bằng chứng để chứng minh giả thuyết của mình là đúng.
Miplos và công ty sản xuất truyền hình Amter Entertainment hiện đang hy vọng kênh Discovery tiếp tục ghi hình phần tiếp theo của chương trình kho báu của Cooper để họ có thể điều tra thêm. Miplos nói, tôi muốn điều tra nó. Tôi muốn biết nó là gì, tôi nghĩ rằng nó chắc chắn là thứ đáng để điều tra. Tam giác quỷ Bermuda nằm ở Bắc Đại Tây Dương, giữa Bermuda, Puerto Rico và Florida của Mỹ. Nơi đây là một trong những khu vực bí ẩn nhất lịch sử hiện đại. Trong 100 năm qua, khu vực này đã chứng kiến nhiều vụ đắm tàu thuyền gây nên cái chết của khoảng 1.000 người. Lớn hơn phi hành gia NASA giúp tìm tàu chở vàng bị đắm thời cơ Lambert. Lớn hơn cao nhân tiết lộ bí mật chân thực về cánh cổng thời gian tại tam giác